Rồi. Được mấy mẫu? Đâu có nhớ nổi. Không nhớ luôn hả? Ừ. Không biết là tưởng tượng là cò mà đi ăn đi lạc á. Ừ. Phải không? Đi, đi đi lỡ mà đi ngang qua cái vườn này á. Ừ. Nó gà không được. Sao hả? Bay ra mà mỗi cánh rớt. Dưới rớt trời trời. Mướn là người ta là 20-30 người mà gom là 3-4 ngày mà gom chưa xong. Bữa em nghe đồn là dụng bò của người ta vô lạc chết luôn hả? Chết gà không được. Được hả? Gà không được. Dưới người ta. Hết phương. Rồi nào anh về bển nữa? Về không, về bữa rồi đi bển nữa. À, rồi vườn vậy có lính tán gì không? Có. Mướn mần không mà mua đồ ăn sáng không là 2-3 chiếc xe 2 tiếng rưỡi á. Đồ ăn sáng á. Gì? Mua đồ ăn sáng cho mấy mần á. Xe mà mua đồ 2 tấn rưỡi luôn hả? Ừ, mua đồ ăn sáng không nha. Ừ, ghê trời. Gì mà nó mặn gì là không có coi ra được cái gì. Đi ra giờ đi nước ngoài, giờ máy bay giờ cũng đi cũng khó khăn à. Rồi tiếng về cũng hơi xấu, đi hơi đuối. Ừ. Chập chờ, đảo chóng mặt. Bị xe sóng hả? Phải, rồi tiếng xấu. Ừ.